Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của thảm thực vật. Thảm thực vật có nghĩa là gì? Tất cả các loại thực vật hoặc đời sống thực vật của một nơi được chụp toàn bộ. Thảm thực vật của thung lũng sông Nai, hành động hoặc quá trình thực vật. Thảm thực vật là loại thảm thực vật là gì? Các nhà khoa học phân chia đất đai của trái đất thành những vùng được coi là vùng thực vật. Những khu vực này có các loại thực vật, đất và mô hình thời tiết riêng biệt. Các vùng thực vật có thể được chia thành 5 loại chính: rừng, đồng cỏ, lãnh nguyên, sa mạc và băng. Cây có được coi là thảm thực vật không? Thảm thực vật được sử dụng thực vật để chỉ tất cả các loại cây, thường là những cây trong một khu vực cụ thể. Hãy nghĩ về việc cây phát triển chậm như thế nào. Điều đó cũng tương tự đối với con người ở trong trạng thái thực vật. Thảm thực vật là gì? Đầu tiên, thảm thực vật điều chỉnh dòng chảy của nhiều chu trình hóa sinh, chủ yếu các nước, carbon và nitơ. Nó cũng có tầm quan trọng lớn trong cân bằng năng lượng địa phương và toàn cầu. Những chu kỳ như vậy rất quan trọng không chỉ đối với các kiểu thảm thực vật toàn cầu mà còn đối với cả khí hậu. Cái gì gọi là thảm thực vật tự nhiên? Thảm thực vật tự nhiên đề cập đến một cộng đồng thực vật phát triển tự nhiên mà không cần sự giúp đỡ của con người. Chúng đã bị con người làm phiền trong một thời gian dài. Làm thế nào để con người tác động đến thảm thực vật? Thảm thực vật cũng bị ảnh hưởng đáng kể bởi các hoạt động của con người. Những thay đổi trong sử dụng đất do các hoạt động của con người như đô thị hóa và nông nghiệp là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến mô hình không gian của thảm thực vật. Gần đến lúc đánh giá tác động của các chương trình này đến thay đổi thảm thực vật. Điều gì ảnh hưởng đến thảm thực vật? Có 4 yếu tố chính ảnh hưởng đến thiên nhiên và sự phát triển của thảm thực vật. Đó là khí hậu, đất, bản chất của bề mặt và con người. Trường hợp các yếu tố thuận lợi, cây trồng phát triển tốt, nơi không có, tăng trưởng thực vật bị chậm lại. Làm thế nào để con người tác động đến thảm thực vật và đất? Cách mọi người sử dụng đất có thể ảnh hưởng đến mức độ dinh dưỡng và ô nhiễm trong đất. Bất kỳ hoạt động nào tiếp xúc với đất, với gió và mưa đều có thể dẫn đến mất đất. Nông nghiệp, xây dựng và phát triển và khai thác là một trong những hoạt động chính ảnh hưởng đến tài nguyên đất. Làm thế nào để bạn phân loại thảm thực vật tự nhiên? Thảm thực vật tự nhiên thường được phân loại thành 3 loại lớn như sau: rừng cây mọc ở một nơi nhiệt độ, lượng mưa dồi dào, dễ hỗ trợ che phủ cho cây. Tùy theo vào các yếu tố này, rừng rộng và mở rộng trồng. Đồng cỏ, cây mọc ở vùng có mưa. Thường mưa ảnh hưởng đến thảm thực vật như thế nào? Thảm thực vật ảnh hưởng đến lượng mưa thông qua quá trình thoát hơi nước. Khi thực vật chuyển đổi carbon dioxide và ánh sáng mặt trời thành carbohydrate thông qua quá trình quang hợp, chúng sẽ mất nước qua lá của chúng. Mặt khác, cây trồng và cỏ có thể hết nước trong thời gian khô hạn. Nhiệt độ ảnh hưởng đến thảm thực vật như thế nào? Cao nhiệt độ ảnh hưởng đến cây trồng tăng trưởng trong nhiều cách khác nhau. Rõ ràng nhất là tác động của nhiệt đối với quang hợp. Trong đó, thực vật sử dụng carbon dioxide để tạo oxy và hô hấp. Một quá trình ngược lại, trong đó thực vật sử dụng oxy để tạo carbon dioxide. Độ ẩm ảnh hưởng đến thảm thực vật như thế nào? Khi thực vật thoát hơi nước, độ ẩm xung quanh là bão hòa với hơi nước. Khi độ ẩm tương đối quá cao hoặc thiếu lưu thông không khí, cây không thể làm cho nước bay hơi hoặc hút chất dinh dưỡng từ đất. Những lợi ích của thảm thực vật là gì? Lợi ích sức khỏe của việc có cây trong nhà. Thứ nhất, tìm hiểu làm thế nào thực vật có thể giúp giảm căng thẳng và cải thiện lối sống của bạn. Thứ hai, cây làm giảm căng thẳng. Vô số nghiên cứu lâm sàng đã chứng minh rằng thực vật rất tốt có thể
giảm căng thẳng, lo lắng và mệt mỏi. Thứ ba, giúp giảm bớt bệnh tật. Thứ bốn, cây giúp làm sạch không khí. Thứ năm, cây giúp với hơi thở. Thứ sáu, cây trông khá tuyệt vời. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.